Vũ Ca thân mến, dạo này cuộc sống em như thế nào? Dạ, em vẫn ổn. Cuộc sống em vẫn khỏe. Ủa mà em đứng là em bị giấc vậy? Sao ta? Buồn khóc đó, nghẹn ngào. Em bị nghẹn chứ không phải là bị mạn đứng. Lúc này là bị nghẹn. Có ai quan tâm em những lúc trống vắng không? Dạ. Không ạ. Không ai quan tâm em những lúc trống vắng cô đơn quạnh hiu trong căn nhà ấy à? Ủa mà sao em dám hỏi chuyện đó làm gì? Nói quạnh hiu căn nhà, cảm giác thì Vũ Ca đang là một cái bà già thì rất già, 80-90 tuổi sống một mình á. Nghe nó cô đơn thật chứ. Anh đừng có đàn áp tinh thần của bé Bu nữa, để nhỏ tập trung thi nè. Đồng ý, rồi. Mình bỏ qua mấy cái chuyện đó đi. Chúng ta hãy cùng Vũ Ca nhìn như chớp. Ngay sau đây là bài đầu tiên dành cho Vũ Ca, một cô bé đến từ Sa Đéc, thông minh lanh lợi. Muốn ăn sushi California thì phải đến chỗ nào mới ăn được? Muốn ăn sushi California thì tới Mỹ, tới Cali, đến ở đâu cũng ăn được. Đúng rồi. Vũ Ca, một điểm đầu tiên. Ship về đây từ California, ship về thành phố Hồ Chí Minh mấy hồi. Thưa quý vị, nó đặt tên như vậy á, giống như là muốn ăn ở Việt Nam, muốn ăn bún bò Huế thì ở đâu? Không cần phải đến Huế. Cũng ăn được. Cái tên nó tên mang tính quốc vị. Đúng rồi, không lẽ muốn ăn lẩu Thái cho qua Thái, đúng không? Đúng rồi, hợp lý. Câu tiếp theo. Tưởng đố chữ. Cái gì mà đố chữ, đố mẹo nhớ nói trước giùm em nha anh nha. Sau đây là câu đố chữ. Ấp. Ấp gì mà không nở thành con? Ấp ủ, ấp ôm, ấp một, Long Thành, Đồng Nai. Chính xác. Ủa, không phải. Anh nói em bị ám ảnh vô lỗ tai á. Em cũng ấp với Vũ Ca hả? Nhà em á. Ấp Định Phong, xã Định Hòa, Lê Vương, Đồng Tháp. Đúng rồi, ấp nó. Ấp gì mà không lên được. Nhưng mà cái ấp 1, xã Long Thành, Đồng Nai gì đó, nó ám ảnh vô đầu em anh. Em nghe hoài, em bị mệt. Câu tiếp theo lại một câu mệt mỏi. Giúp em cả nhà ơi, giúp em. Ok. Nếu hôm nay Vũ Ca có người yêu, trải qua một ngày, người yêu của Vũ Ca sẽ là người yêu cũ hay người yêu mới? Nếu như hôm nay em có người yêu, trải qua một ngày, thì người yêu em là người yêu hiện tại. Chính xác. Yeah. Đâu có chia tay mà cũng đâu có. Trời. Có chia tay đâu mà người cũ hay mới? Vẫn là hiện tại. Trời ơi, mấy cái tình yêu là phải hỏi em. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng là hiện tại họ đang yêu nên họ trả lời là hiện tại là đúng, không có gì. Đúng rồi, đang yêu. Đang yêu chống câu hỏi anh đó nha. Cười kìa. Cái này dễ, câu này dễ nè. Câu này ai cũng biết nè. Cái gì có 6 mặt và 21 con mắt? Trời ơi. 6 mặt. Cái cục xí ngầu á hả? Đúng rồi, cục xí ngầu. Cục xí ngầu, ông bên lắc. Cục xí ngầu, ông bên lắc. Chứ đi bỏ lầm nữa là Rubik là sai nha. Nhưng mà nhờ cái Rubik, nhờ đó em mới liên kết. Câu số 5. Khoa còn chơi không? Có còn chơi không Khoa? Ý là chị nói khoảng độ cái mạng gì chậm đâu, chị nói một lúc sau em mới nghe thấy. Đề nghị Khoa tập trung chơi, đừng thỉnh thoảng cho con bú thay tả. Không anh, em đang tập trung mà. Câu tiếp theo. Vì sao Ghiêm Tuấn Kiệt nói yêu Vũ Ca nhiều đến cuối tháng? Đố vui. Cuối tháng là... Yêu nhiều đến cuối tháng. Cái gì vậy? Yêu nhiều đến tháng cuối. Cuối. Đến tháng cuối. Tháng cuối. Đến tháng cuối. Tháng cuối cùng á. Cuối tháng là tháng cuối á. Yêu tới cái khi mà còn tháng cuối cùng á. Yêu đến tháng cuối cùng trong đời. Em lạnh. Vũ Ca yêu khủng khiếp lắm hả? Lòng. Yêu một 3.000 luôn. Đáp án của chương trình. Vì không phải ngày 1, ngày 2. Wow. Không phải ngày 1, ngày 2. Hay á, câu này hay á. Yêu tới cuối tháng. Ngày 1, ngày 2 là đến cuối tháng. Đến ngày 30 là cũng chia tay rồi.
sợ. Câu tiếp theo, vì sao hai người yêu nhau nhưng lại không dám hẹn hò? Đố chữ. Yêu nhau không dám hẹn hò, họ hèn. Vì họ hèn, họ hèn nhé. Đúng rồi, đúng rồi. Ai ai đâu này mắc cười à? Họ nhưng mà em rồi. Đúng là câu này cũng hợp với Buka luôn ha. Hai người yêu nhau không dám hẹn hò. Gì? Yêu một giấc công khai. Ủa? Hai câu đều hợp luôn đấy anh Giang. Hợp cả, hợp hay quá. Mọi người đừng có như vậy, rồi người ta nói là em có bồ bí mật nữa. Ai chẳng biết em yêu Tuấn Kiệt và bí mật gì nữa. Trời ơi. Trời ơi. Đó chỉ là tin đồn có thật thôi, quý vị đừng tin. Anh Giang, em đâu mượn anh, đâu mượn đính chính giùm đâu. Câu tiếp theo, vì sao phi công chẳng bao giờ ăn trứng ngỗng? Đố vui. Vì sao phi công chẳng bao giờ ăn trứng ngỗng? Vì ngỗng, trứng ngỗng, ăn trứng ngỗng. Ăn trứng ngỗng, chống ngỗng. Chống ngủng. Đố vui, mà chống... chữ, đố vui. Đố vui hả? À, đố vui. Vì sao phi công không bao giờ ăn trứng ngỗng? Vì phải lái máy bay nên không ăn trứng được. Đáp án của chương trình là vì lúc nào cũng trên không. Là sao? Trên không, đúng rồi, đúng rồi. Ai hiểu, phân tích nào? À hiểu, em hiểu rồi. Ở trên không có nghĩa là 1, 2, 3, 4 á. Không bao giờ lấy cái trứng ngỗng là số 0 đâu. À, hiểu. Ôi, trời rồi. Trời ơi, câu đố này không có... không có vui nha, không có vui nha. Đố này đố mà đều vui. Cái này đố xong thấy mệt quá. Câu tiếp theo, các cặp đôi gặp gỡ và yêu nhau là do sự điều động của những tâm hồn như thế nào? Đố chữ. Gặp đồng điệu, điều lên. Động là đồng điệu. Lên. 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 Lên điểm nào? Ghiên quan tâm Muka nên làm cô em thấy mừng. Hỏi Ghiên làm gì? Đố chữ. Cô là Ghiên quan tâm, đố chữ hả? Cô em thấy mừng, cưng, cưng em thấy mừng. Cưng thấy mừng, cưng em thấy mừng. Đúng rồi. Quá chữ giờ, cái đố câu nào mà liên quan đến Ghiên là trả lời hay quá trời. Mày trả lời nó nghe nó sâu sắc và thâm thúy lắm anh ạ. Câu này là câu cuối cùng, câu này dễ. Một cây hai rễ là cây gì? Một cây hai rễ. Kim. Không phải. Cây kim cũng sở chỉ thì cũng đúng nhưng mà chắc không phải đâu. Cây... là cái đầu của em á, anh thấy hai cái rễ nó dễ xuất hiện ra. Cái đầu của cây... cây gì ạ? Mọi người nhắc em coi. Cái đầu của cây hai rễ. Đáp án là cây kim. Thấy không? Kim. Đó. Ủa vậy em trả lời rồi, là đúng rồi. Không, hồi nãy Khả Nhi trả lời em nói là không, cái đó không đúng đâu. Nhỏ xạo ghê. Ủa nhưng mà cây kim, anh phải là cây kim sở chỉ nó mới là hai rễ, còn cây kim không thì làm sao mà hai rễ, đúng không? Như nói cây kim người ta chưa kịp phân tích, cái em tự phân tích là cây kim sở chỉ qua chứ chắc không phải. Không phải, em nói gì nè, cây kim sở chỉ thì mới đúng chứ cây kim không sao đúng. Vậy mà em đâu chấp nhận đâu, em nói không phải đâu, em chọn một anh khác. Em nói là cây kim sở chỉ mới đúng. Dạ. Còn cây kim không là không đúng. Không, trời ơi, đi gì là em mù quá vậy, đi gì là em mù quá vậy ta. Chị sai rồi, chị Buka ơi. Đúng rồi. Dạ em, sao tự nhiên cọc với đồng đội vậy? Nãy em trả lời sai, Buka cũng nghe luôn. Tới đây với tôn thế tục nào á. Phiên mình không á. Con cây kim đúng mà, nãy mình nghĩ đúng mà. Mọi người không có nhắc em nhiệt tình gì hết, em buồn quá. Ở người của hỏi Buka thì Buka mang về được 7. Bây giờ ta tổng kết trước khi vào vòng đặc biệt. Buka cùng với Khoa là chung một đội, hiện tại có 12 điểm. Khả Như với Lê Dương Lâm chung một đội lại có 14 điểm, là hơn 2 điểm thôi, 2 điểm không làm gì cả. Nếu vào vòng trong chúng ta cùng hợp sức hai đội với nhau để trả lời nhiều câu hỏi dành chiến thắng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, sẵn sàng. Khoa vẫn chơi với chị nha Khoa. Em vẫn chơi với chị mà. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình nhanh như chớp.